Hộp xưởng này là hộp xưởng tươi ấy nha. Ăn thơm lắm. Ăn thử rồi, làm sao?
Màu đẹp quá ha. Màu hồng. Thơm mùi lá dứa nữa. Em có bỏ lá dứa đó. Ừ. Xoay sao? Thơm mềm ha. Ừ. Ừ. Biết trộn món hành xuống. Giò này ăn ngon này. Ngon. Trộn ăn chút rồi với mỡ hành, đậu phộng. Thôi lắm luôn á. Có còn ghét khai mặn nữa không? Ăn trong những miếng lạp xưởng. Lạp xưởng này là lạp xưởng tươi ấy nha. Ngon thơm luôn á. Mềm ngon. Lạp xưởng ăn mềm như xúc xích vậy. Mà vẫn thơm mùi lạp xưởng của Việt Nam. Đây là chả bông điêu. Chả bông ăn với xôi. Chả bông mặn mặn ngọt ngọt. Ăn chung với xôi dẻo. Mà chả bông thơm mà thịt nữa. Chịu vị đặc trưng của chả bông á. Ừ. Hợp ha. Con tôm, con rút em mua tên là rút Sakura. À. Chứ con này ăn nó mùi của nó nặng hơn là con của Việt Nam. Không, mà vẫn ngon không? À. Hành phi, chả bông, con rút, xôi. Đây là sự kết hợp hoàn hảo. Nếp của Nhật ăn cũng ngon rồi nhỉ. Bịch đó mà 50 ngàn một bịch đó. Được bao nhiêu trầm răng. Ăn ngon. Sakura Ebi nè. Tám gram. 50 ngàn á. Trời đất. Nhưng mà kiểu nếu không có thì kiểu thiếu vị á. Anh cho mấy điểm? Mấy điểm? Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của tụi mình.
Nhớ bấm like và đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của tụi mình nha.